Hiện nay số người mắc bệnh tiểu đường ngày càng gia tăng, có những người bị bệnh mà không biết mình có bệnh. Khi bạn thường xuyên cảm thấy rất đói, rất mệt, mỏi kèm theo các triệu chứng như khát nước, đi tiểu nhiều, có thể đó là dấu hiệu của bệnh tiểu đường. Hãy tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến bệnh tiểu đường để biết cách phòng tránh. Thiếu hụt insulin. Insulin là loại hormone duy nhất trong cơ thể có khả năng làm giảm lượng glucose trong máu. Insulin được tổng hợp bằng bộ máy tổng hợp protein tế bào diễn ra tại tế bào beta ở tụy. Khi các proinsulin được tuyến tụy sản xuất ra, thì 5/6 trong số đó sẽ biến đổi thành insulin sau khi nạp các thức ăn chứa tinh bột và đường vào cơ thể. Glucose có trong máu sẽ tăng lên, từ đó kích thích tụy sản xuất ra insulin. Di truyền. Hiện nay bệnh tiểu đường được phân thành hai loại là bệnh tiểu đường type 1 và bệnh tiểu đường type 2. Các nhà khoa học chuyên nghiên cứu các loại bệnh di truyền đã chỉ ra rằng những ai sinh ra trong gia đình có cả cha và mẹ cùng mắc bệnh tiểu đường thì nguy cơ mắc bệnh lên đến 75%. Còn trong gia đình chỉ có cha hoặc mẹ bị mắc bệnh tiểu đường thì nguy cơ căn bệnh này thấp hơn ở chỉ khoảng 15%. Béo phì. Béo phì luôn khiến cơ thể có xu hướng lười vận động nhưng lại ăn rất nhiều, từ đó dẫn đến tình trạng dư thừa calo, mà mất cân bằng calo trong cơ thể chính là nguyên nhân dẫn tới việc kháng insulin. Vì khi chúng ta nạp quá nhiều chất dinh dưỡng vào cơ thể nhưng các cơ không được vận động hợp lý để tiêu hao đi phần nào năng lượng dư thừa đó sẽ khiến tuyến tụy và sản xuất ra nhiều insulin hơn nhằm tiêu hao và dự trữ glucose. Tình trạng này diễn ra trong thời gian dài làm tuyến tụy bị suy yếu đi và mất dần khả năng sản xuất insulin ổn định, từ đó gây ra bệnh tiểu đường. Lười vận động. Béo phì là một nguyên nhân gián tiếp gây ra bệnh tiểu đường. Thói quen lười di chuyển, vận động sẽ tác động xấu đến việc hình thành các năng lượng dư thừa trong cơ thể, dẫn đến các bất thường ở tuyến tụy và quá trình sản xuất insulin, tương tự bệnh béo phì. Không chỉ vậy, lười vận động còn khiến cho sức khỏe kém và sa sút, sức đề yếu, tạo điều kiện thuận lợi cho các loại virus, độc tố, mầm bệnh tấn công vào các tế bào có thể phá hủy các tế bào beta ở tụy. Tuyến tụy bị suy yếu hay nhiễm độc. Như đã đề cập ở trên, tuyến tụy là cơ quan chính để sản xuất ra insulin. Nếu tuyến tụy gặp bất kỳ khác thường nào như suy yếu hoặc bị nhiễm độc thì lượng insulin được tiết ra sẽ ít dần đi hoặc có thể bị ngừng sản xuất. Đa phần các trường hợp tuyến tụy bị suy yếu và nhiễm độc là do bị các tế bào bạch cầu ở trong hệ thống miễn dịch tấn công các tế bào beta, hoặc tuyến tụy bị nhiễm độc trực tiếp từ môi trường bên ngoài thông qua các thực phẩm, các loại vi khuẩn hay độc tố. Bông cải xanh, khoai lang, tỏi, sữa chua được xem là những thực phẩm vàng giúp tuyến tụy hồi phục. Thức ăn nhanh. Đa phần các loại thức ăn nhanh đều được chế biến theo hình thức chiên ngập trong dầu và chiên đi chiên lại nhiều lần. Các loại dầu tái sử dụng có sản sinh ra một loại chất là glycerol, thủ phạm của khá nhiều bệnh ung thư, tiêu biểu là ung thư gan, và tạo ra một thẩm học MDA tiền tố chính để tạo ra polymer. Khi MDA phản ứng với các protein có trong cơ thể sẽ làm biến đổi cấu trúc của các phân tử protein, làm các tế bào bị đột biến. Không những vậy, thức ăn nhanh còn có hàm lượng cholesterol rất cao, gây tích tụ mỡ và dư thừa năng lượng, gây ra tình trạng béo phì dẫn tới bệnh tiểu đường. Nước ngọt. Nước ngọt là một sản phẩm công nghiệp được tạo ra bằng cách tổng hợp một số loại hóa chất như các chất tạo màu, đường hóa học, nước, chất bảo quản. Nếu bạn lạm dụng dùng các loại nước này thường xuyên thì những chất có hại trên sẽ tích tụ nhiều trong cơ thể. Bạn biết không, đường hóa học có độ ngọt cao gấp nhiều lần so với các loại đường thông thường, nếu sử dụng sẽ làm tăng lượng glucose trong máu lên khá cao. Nước ngọt là đồ uống yêu thích của trẻ em, vì thế các bậc cha mẹ cần nhắc nhở và có biện pháp kiểm soát nếu không muốn con trẻ của mình sớm bị tiểu đường.